Điện mặt trời Sosola xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một cái bộ combo để cho anh em sử dụng lúc mất điện cực kỳ hay. Và khi mất điện thì anh em có thể sử dụng cho rất nhiều chiếc quạt cũng như là chiếc bóng điện để anh em sử dụng nhé. Đấy. Thì trong một cái bộ combo này thì em sẽ báo giá cụ thể với cả các bác ở trong video, các bác chú ý theo dõi. Đấy, và khi các bác mua hàng thì các bác sẽ nhắn tin Zalo cho em, đừng gọi điện, bởi vì là hiện nay các bác gọi điện đến cả 1.000 cuộc trên một ngày thì em không có thời gian nào để làm việc và máy không làm gì cũng sẽ hết pin. Gọi điện liên tục đến như vậy là em bị quá tải. Đấy, chính vì vậy mà thời gian vừa rồi em phải chặn hết cả các số điện thoại lạ lại. Đấy, tất cả đều liên lạc qua Zalo, nhắn tin qua Zalo, bởi vì các bác có gọi điện thì xem chi tiết hình ảnh các thứ là các bác cũng phải qua Zalo thì em mới gửi hàng. Cho nên là các bác sẽ nhắn tin Zalo cho em. Đấy. Và với một cái bộ combo này thì em chỉ có đúng 5 bộ. Chỉ có đúng 5 bộ nhá. Và đừng bác nào hỏi lại giá, giá em sẽ báo trong video. Đấy, một cái bộ combo dùng khá là ok. Đấy, các bác lúc mất điện dùng thoải mái ấy. Đấy, thì bây giờ em sẽ giới thiệu với các bác nhé. Trước tiên là cái tấm pin 100W. Pin này là pin mono nhé, 100W. Tiếp theo là một cái sạc PWM 30A. Đấy, các bác nhìn thông số. Đấy, sạc này sạc 30A nhé. Đấy, một cặp jack MC4 để cho các bác nối từ jack tấm pin. Các bác đi xuống, các bác sẽ câu, sẽ thông qua một cái sạc này, sau đó các bác sẽ kết nối vào cái bình AQ này. Bình AQ này là bình AQ viễn thông cũ, hiệu suất còn 90% và dung lượng của nó là 55 A nhé. Đấy, các bác nhìn mã này, 6FM55 trừ X. Nếu như các bác tra mã này ở trên mạng thì giá mua mới của nó là 2.600.000 đồng nhá. Đấy, mua mới là 2.600.000 đồng. Và cái bình này thì hiệu suất còn 90%. Anh em đợt trước mua hàng loại này anh em biết rồi. Mua xong cứ điện hỏi mua nữa, không có nhá. Không có luôn. Đấy, ở đây chỉ là cái băng dính nó dán bề ngoài đi thôi, không có vấn đề gì cả. Tiếp theo là một cái UPS cũ. Đấy, UPS cũ. UPS này thì là UPS 650VA, hãng PAC của Mỹ nhá. Đấy, APC đây này. APC của Mỹ, cái này thì anh em biết rồi, quá nổi tiếng rồi. Đấy, công suất thực của nó là 325W. Đấy, thì cách kết nối thì rất đơn giản thôi. Pin mặt trời các bác đấu qua sạc, sạc các bác sẽ đấu vào bình. Đấy, đây, hướng dẫn cho một số bác chưa biết luôn. Cái sạc này nhá, các bác nhìn này, nó có ký hiệu tấm năng lượng mặt trời này, bình AQ này. Đấy, và cái bóng điện thì các bác cũng không không cần thiết phải sử dụng ở chỗ đó. Các bác cứ gióng thẳng xuống này, cực dương này, cực âm này, cực dương, cực âm. Đấy, đúng theo cái dương âm ở trên cái ký hiệu tấm pin. Các bác sẽ đấu ở phía dưới đây, luồn dây phía dưới và đấu vào. Các bác sẽ đấu bình AQ vào trước, sau đó các bác đấu năng lượng mặt trời vào sau. Như vậy là nó sẽ sạc cho bình AQ. Khi các bác sử dụng, các bác có thể sạc được điện thoại nhé. Ở đây nó có hai cái cổng USB cho các bác sạc hai cái điện thoại luôn. Đấy. Khi các bác kết nối xong thì đầu ra của bình AQ các bác sẽ đấu vào cực âm dương của cái UPS này. Đây, UPS thì cái thông số của nó các bác nhìn nhé. Đấy, 650VA, công suất thực là 325W. Đấy, thì ở đây nhá, trong này nó không có bình, bình đã bị tháo ra rồi. Đấy, thì em đã làm cho các bác hai cái đầu âm dương đi ra ngoài, cái dây màu đỏ ký hiệu là cực dương, dây màu đen ký hiệu là cực âm. Thì các bác sẽ chỉ việc kết nối bình AQ. Đây, kết nối bình AQ em kết nối luôn nhé, kết nối luôn để chạy thử luôn cho các bác xem. Đấy, các bác sẽ kết nối vào cực dương.
Bây giờ là cực âm này. Cực âm. Các bác sẽ đấu vào cực âm. Này. Đấy. Các bác sẽ đấu vào cực âm nhé. Rồi. Sau khi đấu xong thì các bác sẽ bật nút nguồn ở đằng đầu đây. Đằng đầu này nó có cái nút nguồn này. Đấy, như vậy là nó đang hoạt động rồi. Bây giờ em thử lấy điện ra nhé. Lấy điện đo ra. Chuẩn bị sẵn một cái dây màu vàng này. Đấy, cái dây màu vàng nó sẽ báo ra cái ổ điện này. Đấy, em sẽ cắm vào đằng sau này. Đằng sau này nó có một cái cổng ra điện 220V. Rồi. Đây, bây giờ đồng hồ đã báo lên rồi đây. 234V. 234V. Thì bây giờ em sẽ cắm thử cái quạt vào nhé. Em cắm thử quạt vào này. Đấy. Cắm cái bóng điện vào này. Điện sáng rồi này. Điện sáng nhá. Dây nó hơi lỏng. Đấy. Cắm tiếp một cái quạt nữa này. Ở cái ổ này nó chỉ có 3 cái ổ thôi. Cho nên là em cắm thử 3 cái này đo xem nó được bao nhiêu watt nhá. Đấy, bây giờ em bật quạt này, bật hẳn số 3 luôn nhé. Số 1 là nhỏ nhất này, số 3 luôn. Đấy, quạt chạy rồi nhá. Đây, nốt cái nữa đi. Đấy, 2 cái. Đấy, các bác nhìn này, chạy kinh khủng không? Quá mạnh luôn. Đấy. Và ở đây các bác nhìn này. Hai cái quạt một cái bóng nó mới chạy hết có 108W. Đấy, như vậy còn dư khoảng 200W nữa, hơn 200W nữa. Thì các bác sẽ sử dụng được rất nhiều các thiết bị. Ở đây các bác có thể cắm được tivi xem nhá. Hoặc là các bác cắm wifi ấy. Cắm wifi thì sẽ cả nhà lướt web hoặc là vào mạng luôn. Đấy, lúc mất điện thì sử dụng như vậy là quá ok rồi. Đấy các bác nhìn này, quạt đang quay tít thò lò luôn. Đấy, dùng rất hiệu quả. Mà giá của nó thì bây giờ em cũng báo giá luôn. Giá của cả bộ này là 3 triệu đồng bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em nhé. Đấy, 3 triệu đồng bao phí vận chuyển toàn quốc. Các bác lấy hàng thì chỉ việc nhắn tin là bác lấy bộ này xong đặt cọc tiền là em cho hàng đi thôi. Đấy, các bác lấy hàng thì đặt cọc em 500. Xong đó nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt 2 triệu rưỡi. Em sẽ gửi đủ cho các bác. Một là cái sạc này, hai là cái rắc MC4. Thứ ba là tấm pin 100W. Thứ tư là một cái bình acquy viễn thông cũ 55A. Và một cái UPS cũ 650VA. Đấy, như vậy là khi các bác mà mất điện thì gia đình nhà các bác vẫn sử dụng quạt TV hoặc là thắp sáng bình thường. Đấy, với cái bộ này thì chơi lúc mất điện thì quá hay rồi. Ngoài khi mất điện nhé. Ngoài khi mất điện thì anh em vẫn sử dụng bình thường. Hàng ngày tấm pin mặt trời nó cứ sạc vào bình thôi. Các bác sẽ sử dụng quạt cho mùa hè này thì nó cũng đỡ được rất nhiều tiền điện. Đấy. Đây là cái bộ rất là nhỏ để cho anh em sử dụng nhé. Đấy, các bác nhanh tay. Các bác nhanh tay, các bác nhắn tin để chốt luôn. Đấy, không có là chỉ có đúng 5 cái bình này thành 5 bộ thôi. Và cũng đúng cái 5 cái UPS này thì nó còn hoạt động. Đấy. Bao sống luôn cho anh em nhá. UPS bao sống luôn cho anh em nhá. Hàng chạy là ok. Bởi vì cũng còn 5 cái, còn 5 bộ thôi. Đấy, còn pin mặt trời thì còn khoảng độ mấy chục tấm nữa là hết. Cho nên là các bác nhanh tay để sở hữu cái bộ này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá.